Hello, xin chào cả nhà nghe. Hôm nay cả nhà mình sẽ làm món ăn cho cả nhà. Mấy ngày mình cũng đi chài mệt cả nhà. Nay thay đổi không khí chút nha cả nhà. Mình có mua con cá này là con cá dùng bay nha cả nhà. Không phải cá cóc luôn nha. Nhìn nó giống cá cóc chứ không phải cá cóc luôn cả nhà. Cá cóc thì cái đầu này nó tròn hơn, mình nó tròn hơn cả nhà. Này là cá dùng bay nha. Nó rẻ hơn nữa thì nó cóc hơn cả nhà. Hôm nay mình sẽ chiên giòn cả nhà. Mình sẽ chiên giòn nó, mình ăn với rau dưa leo kia nha cả nhà. Rồi mời cả nhà theo dõi mình nha. Rồi con cá mình mới cắt làm hai nha cả nhà. Mình sẽ bắt cái chảo mỡ cho sôi lên nha. Chảo mỡ của mình nha. Mình sẽ thả nó vô nha cả nhà. Con cá cắt làm đôi rồi nha cả nhà. Cá này nó có hơn ký mấy đó cả nhà. Nhà thấy ngon ghê rồi. Mình chiên giòn là mình sẽ để da cả nhà cho da nó giòn nó ngon lắm cả nhà. Giờ mình bắt cái chảo mỡ cho tàu sôi rồi mình sẽ để nó vô mình chiên nè. Trong khi chờ đây mình sẽ rửa rau đó nha. Mình sẽ cắt rau mình rửa nè. Nó chợ mình mua cũng mới cả nhà, nó bán nó mới mới ra luôn nha. Có rẻ cho mình nhiều lắm cả nhà. Sẽ đợi cho tôm ăn nè. Đây, bó thứ hai. Giờ mình với cái chiên phụ là hết thảy luôn cả nhà. Đây mình có dưa leo luôn cả nhà. Leo để lên như thế này, để nguyên vỏ ăn mới ngon cả nhà. Giờ tàu cũng tươi rồi, nguyên vỏ cho đẹp da cả nhà. Hôm ra mình tới xong cả nhà, mình đem qua bạn đây nghe. Rồi một lát mình sẽ đem cá lên mời cả nhà thưởng thức cho mình nha. Mình không biết cái chảo mình có vừa con cá nào nguyên cả nhà. Gửi nước vừa nghe người con nó hai khối đến hai bên nước vừa không nghe. Rồi chờ sôi mình để thử nha cả nhà. Trong thời gian chờ đợi mình đi kiếm mớ men cả nhà. Mình sẽ lát mình làm mớ men chấm với cá này, mình cũng làm mắm chua nữa cả nhà. Đó, chảo mình cũng đã sôi cả nhà. Mấy cây gấp của mình ra cái nước sôi chưa nè. Mình đã sôi cả nhà, mình sẽ gấp hai cá để vô cả nhà. Đó, mình bỏ cái đầu trước nè. Đó, là cái đuôi. Đấy là nó không muốn vừa luôn cả nhà. Chuyện này là rất là hao mỡ. Ồ, nhà thấy không, đầy một chảo luôn cả nhà. Nhưng cá đơn giản không bự lắm cả nhà. Chuyện cái này là rất là hao mỡ cả nhà. Mình thắng bọc mỡ bằng chi luôn á. Đó, giờ mình chiên hết luôn nha cả nhà. Mình sẽ thảy mấy cái me vô mình chiên luôn nha. Cho nó chín mình sẽ lắp đem ra là nước mắm nha cả nhà. Nấu lò liền nó cũng lâu sôi lắm nha cả nhà. Nó chín từ từ giống như lò ga mình nha cả nhà. Rồi mà chiên từ giờ nghe cả nhà. Mình sẽ trở lại nó coi nghe nó có chín bên kia chưa nghe cả nhà. Mình chiên một bên bây giờ cũng lâu lắm rồi nghe cả nhà. Mình sẽ chở con cá lại coi nghe. Cá rất bự cả nhà. Chiên là nó khó. Rồi mình coi coi có vàng. Ồ nó cũng đã vàng nghe cả nhà. Mình sẽ chở nó lại nghe.
mình chiên nó lên cũng ly loại 2-3 lần vậy. Nó chua mấy gì vàng cả nhà. Rồi chở nó lại cái thì lần cái sau mình chở nó nữa. Ôi có đậu, đứt đậu luôn rồi. Lúc đầu nó bị lột da cả nhà. Chiên nào nó vàng là nó mới giòn nha cả nhà. Còn bây giờ nó cũng đã sôi dữ lắm rồi cả nhà. Chiên mỡ nhiều thì nó hơi lâu cả nhà. Nhưng mà đổi ngược lại nó giòn ngon hơn nha cả nhà. Mình chịu khó mình tạt qua nước mỡ lên nha cả nhà. Nó sẽ rất mau chín, làm da cá nó phồng lên cả nhà. Trong cá này mình nó dùng bay này mình chiên giòn thì nào ăn nó ngon mấy cả nhà, cho nó bớt xương, những cái xương nó nhỏ cả nhà ơi. Cho nó mà chiên bình thường như cá kia xương dữ lắm. Mình sẽ xương cho nó thiệt là giòn, nhai gớp gớp luôn cả nhà. Cho nó dịu luôn cái xương, giòn cái xương luôn. Mình ăn mà vừa tốt cũng sức khỏe, răng cốt mà chi xương tốt nữa. Đã vừa ngon nha cả nhà. Mình sẽ lặt con cá lại nghe cả nhà. Cái bự khoai chiên nó khó lắm cả nhà, với cái dạo chảo mình nó cũng dính, nó chóc hết trơn. Nó hơi dính nghe cả nhà. Giờ nó cũng đã giòn lắm rồi. Nó ngon luôn. Chảo thích ghê chảo. Nó bị dính lớp da dưới cả nhà. Chảo mình thì cá không có dùng. Đợi khoảng 90 phút nữa nó sẽ chín bên kia luôn. Mình sẽ ra review cho cả nhà xem nha. Rồi mình cũng đã vớt ra rồi nha cả nhà. Đó. Chiên giòn thì nó cái da nó hơi nát nát thôi nha cả nhà, nhưng mà giòn lắm nha. Rồi mình mời cả nhà thưởng thức nha. Cả nhà có xem video có hay cho mình một like, một share, một share đăng ký kênh nữa cả nhà. Có nhiều động lực làm video mới nha. Chào cả nhà nghe. Mời cả nhà thưởng thức cho mình nha cả nhà. Còn cá nó giòn xong nghe. Đó, chấm mắm thần thánh mình nghe. Nó nhọn hay không? Nó giòn cỡ này luôn. Ngon lắm cả nhà. Mời cả nhà nghe. Chấm trái leo vô mắm thần thánh nghe cả nhà.
Rồi mình xin gác máy nha cả nhà, mình ăn nha cả nhà. Rồi mình kết thúc clip đây nha. Chúc cả nhà mới nhiều sức khỏe, thực hiện thành công trong công việc. Nhà đừng quên đăng ký kênh và subscribe và chia sẻ cho mình nha cả nhà. Để mình nhiều động lực làm video mới hơn nha. Rồi bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Deep in